Top 10 siêu thủ lĩnh, chuyên cơ siêu thủ lĩnh 2020 sẽ cùng các thủ lĩnh đưa quý vị đến với những vùng nghệ thuật mới lạ và đặc sắc. Cùng Thảo Trâm lắc lư theo điệu nhạc cùng nghệ thuật khiêu vũ. Thành Thần sẽ nói gì về tà áo dài Việt Nam và tình yêu dành cho nó cùng nhà thiết kế Việt Hùng. Các thí sinh sẽ phải đối diện với chủ đề hành trình nghệ thuật như thế nào. Bản lĩnh của các bạn có chinh phục được 3 vị giám khảo quyền lực, 2 giám khảo xuyên suốt, nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Vũ Thành Vinh, nghệ sĩ Thanh Bạch, giám khảo khách mời chặng thi cất cánh, nghệ sĩ Minh Nhí. Tất cả sẽ có trong tập 10 siêu thủ lĩnh được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ 6 ngày 22 tháng 1 năm 2021 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và được phát lại vào lúc 13 giờ thứ 7 ngày 23 tháng 1 năm 2021 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.